Đã đi 1723 cây số từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh để thăm Alpha cơ sở Hồ Chí Minh. Các bạn cùng Thành xem ở trong này có gì. Thì cũng như là tất cả các cơ sở khác của Alpha thì Alpha Hồ Chí Minh sẽ có 4 tòa, trong đấy có 3 tòa ký túc xá và 1 tòa Thành đang có mặt ở đây là cái tòa văn phòng hành chính. Tất cả các bạn sẽ được đều đào tạo giáo trình sơ cấp hay thậm chí là topic lên topic 3. Đi cùng Thành xem học sinh học hành các thứ như thế nào, và số lượng nó có nhiều hay không. Đi đột nhập cái phòng tư vấn của Alpha để xem là ngày bình thường có học viên lên tư vấn các thứ như thế nào. Sau đấy chúng ta mới đột nhập vào các lớp học. Được tư vấn hiểu rõ chưa? Cái này là để cho các bạn đấy à, nhân viên à, để cho các bạn thì để anh Thành làm tí. Hiện tại bây giờ nhìn cái camera của Alpha thì các lớp đang học khá là căng. Thành sẽ ghé vào một cái lớp bất kỳ, có thể sẽ nhiều lớp. Đột nhập phòng học đầu tiên của Alpha, mỗi phòng học như thế thì sẽ có bảng tên. Đây là phòng học số 2, bên kia phòng số 1. Sẽ có nội quy lớp học này, có chữ ký này, có một cái mã QR ở Mac anh Thành, có nghĩa là khen chê hay là góp ý cho trung tâm thì sẽ luôn ở đây luôn, thì các bạn có thể là trực tiếp báo cho Thành. Mặc dù Thành có thể không ở Sài Gòn nhưng mà Thành sẽ biết được các bạn đang phải như thế nào. Hello, các bạn ngồi đi. Học em mấy buổi? Mỗi lớp một buổi. Mỗi lớp một buổi nhưng mà có cái đứa nào mà học kém là được học phụ đạo à? Đây là phụ đạo nè. Hello. Hello. Rồi các bạn ngồi đi. Lớp này toàn nữ nhỉ? Được bao nhiêu? Các bạn học đến bài mấy rồi? Dạ. Các bạn ngày mai có cái hội thảo sẽ được tư vấn lại thêm một lần nữa. Ít nhất ở Alpha các bạn sẽ được tư vấn tầm 4 đến 5 lần nhé. Mai sẽ có buổi giao lưu các bạn tất cả vấn đề trên đầy đó nhé. Thi thoảng thì anh mới vào thành phố Hồ Chí Minh thôi. Hồ Chí Minh thì thực tế là các bạn ra visa nó khá là dễ so với cơ sở Hà Nội hay là Hà Tĩnh. Ở Hồ Chí Minh thì chủ yếu các bạn mở sổ đóng băng là gần như nó đậu visa hết. Có một vấn đề là cái lớp mà mong muốn đi chương trình D2 thì các bạn sẽ theo chương trình đấy và sau này anh bỏ chi phí đi cho. Nhưng mà cái lớp đấy thì không phải bạn nào cũng theo được. Tháng 10, tháng 11 các bạn buộc sẽ phải đăng ký thi TOEIC. Khi có TOEIC 2 thì anh sẽ cho các bạn học bổng một rách 5 củ nhé. Nên là lưu ý cố gắng học. Lên đây thì khác một cái so với các trung tâm, họ có thể dùng cái miễn phí để thu các bạn. Nhưng anh Thành sẽ không. Tất cả mọi thứ thì anh sẽ không làm miễn phí. Nhưng mà anh sẽ làm cái nào sẽ rõ ràng ở đấy cho các bạn. Ok, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sâu hơn nhé.